Cô Rằng Đông, cô Tu Nữ Tệ Duyên, hồi nãy thấy Thi Na và Thi Na đã rồi, có lẽ đường truyền hôm nay đạo tràng rất là vắng. Bây giờ thì con kính nhân Minh Đánh Sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 169. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham mắt cha ri su khăn xê tí asmin lô kê param hi chá. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần, giới tâm tĩnh định tinh cần, sống đời an lạc đời gần đời xa. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ ạ. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đốc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn xê tê asmin lô kê pa ram hi cha. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đốc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn xê tê asmin lo ke param hi cha. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đốc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn xê tê asmin lo ke param hi cha. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô tu nữ tuệ duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lần hai. Kính tri ân đại đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ đức, kính lễ quý tu nữ, cô tu nữ Như Pháp, kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú số 169. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn sê ti asmin lô kê pa ram hi cha. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn sê ti asmin lô kê pa ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham mắt cha rê su khăn sê ti asmin lô kê bát ram hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần, giới tâm tĩnh định tinh cần, sống đời an lạc đời gần đời xa. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị ạ. Sa cô tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đức tu.
cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tên họ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 169. Tam mang cha re su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti asmin lo ke pa ram hi cha. Tam mang cha re su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti asmin lo ke pa ram hi cha. Tham mang cha re su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti asmin lo ke pa ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tam mang cha re su cha ri tăng na tăng đục cha ri tăng cha re tham ma cha ri su khang se ti asmin lo ke pa ram hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm trì bình chánh hạnh lặng yên tục trần, với tâm tĩnh định tinh cần, sống đời an lạc đời gần đời xa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ. Dạ Nam Mô Bố Thầy. Dạ Nam Mô Thầm Mai. Dạ Nam Mô Sân Kha. Dạ. Dạ à, con Lạc Lê, con kính đảnh lễ Trường Thọ Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 169. Cảm ơn Quang Thanh cho biết âm thanh rõ. Dạ. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn người cô tu nữ Nhật Quỳnh. Tham mang cha re su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng ca re cha re tham ma cha ri suốt khăm se se tí át mình lô kê Parahita Tamang chare duk chari tang na tang duk chari tang chare thamma chari sukham cheti admin loke paramicha paramicha. Dạ hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Có người khất sĩ trang nghiêm trí bình chánh hạnh lắng yên tục trần, với tâm tính định tinh cần, sống đời an lạc đời gần đời xa. Dạ đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh của Hòa Thượng Giới Đức. Tham mang cha re su cha ri tăng na tăng đô cha ri tăng cha re tham ma cha ri su kham se ti at min lo ke pa rang hi chang. Tham mang cha re su cha ri tăng na tăng đô cha ri tăng cha re tham ma cha ri su kham se ti an minh lô kê pa răng hi cha. Dạ con đã đọc và kể xong. Dạ kính mời vị kế tiếp ạ. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đẳng. Con kính lễ quý bà quý cô tu tính, lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Xin đọc bài câu pháp cú 169 ạ. Dạ, tham
măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha rì su khăng se ti át minh lô kê ba ram hi cha tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha rì su khăng se ti át minh lô kê ba. Hãy khéo hạnh chớ sống thêm người tránh hưởng lạc cả đời này đời sau, của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã con xin cả tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăng se ti an minh lô kê ba ram hi cha tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha rê su khăng se ti át minh lô kê ba ram hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm chỉ bình chánh hạnh lắng yên tục trần giới tâm tịnh định tinh cần sống đời an lạc đời gần đời xa. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính cảm ơn Quan Thanh. Nam mô Bích Thai giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Như pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, như pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn cô Đặng Đồng cho như pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quan Thanh. Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Nam mô Bích Thai giá, dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 169. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đột cha ri tăng cha rê tham ma cha rê su khang se ti as min lo kê ba ram hi cha. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đột cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khang se ti as min lo kê ba ram hi cha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kể. Tham măng cha ri su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăng se ti át minh lô kê ba ram hi cha. Tham măng cha rê su cha ri tăng na tăng đúc cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăng se ti át minh lô kê. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, con xin kể lại. Tham măng cha ri su khăng se ti át minh lô kê ba ram hi cha. Tham măng cha rê su cha rê tăng na tăng đúc cha rê tăng cha rê tham ma cha rê su khăng se ti át minh lô kê ba ram hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm trì bình chánh hạnh lặng yên tục trần giới tâm định tĩnh
tinh cần, sợm đời, an lạc, đời gần, đời xa. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, như pháp kính chào Sati Amata, kính chào người phương Nam vừa vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì cũng thấy chưa thấy thượng tọa Tuệ Quyền vào đạo tràng. Mà như pháp kéo dài thời gian chờ Sitina vào, chưa thấy Sitina vào, không thấy Sit Trần Đạo luôn. Tạm thời như pháp kính mời bàn tay cô Rằng Đông nha. Dạ, mời cô Rằng Đông. Dạ, xa thú. Cảm ơn cô. Xin thưa, hiểu như vậy là hiểu sai của một cái ví dụ. Cái ví dụ là cái tâm này nó vẫn sinh diệt kia liên tục không vậy. Nhưng mà nó do những cái tâm, do cái những cái trần cảnh đi vào, nó phát sinh những tâm sở mới, thì nó chuyển đổi thành làm cõi tâm sở. Nhưng nó không phải là một cái loại nước đó. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng có những cái giọt nước đó, từng giọt nó đi qua một cái kẽ hở. Và một khi đi qua một kẽ hở đó, cái giọt nước này nó thấm nhuộm được cái màu xèo và màu vàng, thì cái giọt nước kia nó trở thành vàng. Cái giọt nước thứ hai đi qua nhưng mà cái kẽ hở đó nó lại nhuộm được màu xanh, thì nó thành màu xanh. Những cái giọt nước nó cứ đi qua, nếu ví như là những cái tâm nó sinh lên, sinh diệt liên tục như vậy, chứ không phải có một cái tâm như một cái dòng nước. Mà nó hãy nhuộm nước trà thì nó có tên nước trà, nhuộm nước nước muối thì nó có tên nước muối, khi thấm vào nước đường thì nó có tên nước đường. Không phải, mà nó nhanh nhẹn sinh diệt như nhạo. Dạ, con thành kính lãnh, con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ thường tọa Tuệ Quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Như Pháp kính mời quý vị cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh cúng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thường tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài học này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bút tha sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phụ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khẩm chúng ni, tôi mê cầu được trí trí vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự cũng như ý nghĩa cao pháp của kinh số 170. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn cô Rằng Đông đã cho bài học
Chư Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiếng hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ để chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn cô Như Pháp. À, cảm ơn toàn thể đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ đến Thượng Hạnh. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Kính lễ Thọ Minh Hạnh đến Đức Tự Đức. Cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhawan Tăng. Abhivade Miswakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Subhattipanno Phakkhavato Sāvaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hằng giao hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Và kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, Hồ Phúc Cú 170. Đây là pháp cú cứu mà theo chúng tôi thấy rất là hay, mà chúng ta thường nghe Chư Tăng giảng dạy. Yatha Bupulakan Passe Yatha Passe Marijiku Ewan Lokan Ewakhan Tăng Machuracha Napasti. Hãy nhìn thế gian như là bọt nước, nên nhìn thế gian như là ảo ảnh. Thần chết sẽ không thấy được, sẽ không thấy người đang quan sát thế gian như thế ấy. Và Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng, như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Và quả thật như vậy. Đây là cái câu pháp cú rất là hay để cho các vị hành giả tu tập có cái tâm niệm về về cuộc đời này, về cái thế gian này. Bây giờ đầu tiên chúng ta giải từ giải nghĩa. Yatha Bupulakan Passe. Yatha đây là một cặn từ gọi là nhìn, nên nhìn, hay là chúng ta gọi là ví như thế gian này nó ví như là bọt nước, là vậy đó ha. Thế nhìn thế gian như là cái bọt nước, hay là nhìn cái sắc quẩn như là cái bọt nước. Bây giờ thì cái chữ Bupulakan, từ cái chữ Bupulaka, đây là một danh từ nam tính là bọt nước. Dạ. Như cái bọt nước. Cái từ passe này là theo chúng tôi nghĩ rằng đây là từ cái chữ pasti, chứ nó không có sai đâu. Cái chữ pasti là thấy đó. Passe này nó như một danh động từ rồi. Tức là mà đó chính là nên nhìn, tức là nhìn cái thế gian. Passe pasti này là có nghĩa là nó chỉ nhìn, nghĩa là nhìn. Rồi qua cái câu thứ hai, Yatha Passe Marijikan, thì cũng vậy. Đây là một cái, nó như là một cái, thay vì dùng cái một cạn từ, nó ví như cuộc đời, nó như là ảo ảnh, thì ở đây có nhờ nên nhìn thế gian nó là ảo ảnh, hay là nhìn cái sắc quẩn này nó như là ảo ảnh, thì cái chữ Marijikan đó là từ chữ Marijika, là một danh từ nữ tính, a là nữ tính đó. Thì
đó chính là cái ý nghĩa thứ hai. Mà đây là một cái nó cũng dễ chứ không có cái khó. Đây, xuyên qua. Và chúng ta thấy cái chữ tiếp tục là chữ ê quăng lô căng a quét khanh tăng. Lô cá là thế gian, là danh từ nam tính, là thế gian hay thế giới. Còn a quét khanh tăng, anh tái và ma ná, đây chính là chúng ta gặp cái đó, là chúng ta biết nó là một hiện tại phân từ. Từ cái chữ á quê tự là á quá cộng với ít khá cộng với anh tá hiện tại phân từ. Mà hiện tại phân từ này nó được gọi là được nhìn thấy hay là nhìn thấy, quan sát, nhìn ngắm. Còn chữ á quá là xuống. Cái chữ ít, cái động từ ít, cái căn ít nó cũng là thấy. Dạ, thấy. Cái chữ machuracha napasati, đó chính là mấy chú cộng với ra chá, mà chúng ta gọi là thần. Thì thật cái chữ ra mấy chú là cứ như là sự chết, mấy chú là sự chết, mà ra chá là vua, nó cộng một hợp âm lại, nó thành chữ machuracha. Có nghĩa là sự chết, hay là người ta gọi là vua của sự chết, có nghĩa là gọi là thần chết. Cái này là đây dịch, gọi là dịch một cách tức là chuyển hóa thôi. Dạ. Bởi vì chúng ta mới thấy có câu tức là thần chết không nhìn thấy, thần chết không nhìn thấy được người đang quan sát thế gian này như thế. Có nghĩa là thần chết khi mà các vị mà hành giả người ta tu chứng á, thì người ta nhìn á, nhìn cái cuộc đời này nó như là bọt nước, hay là nhìn cái ngũ uẩn này nó như là bọt nước. Phê nó binh đu bà măng ru bằng quê đà na búp bù lu bà ma. Chúng ta nhớ cái bài kinh đó không? Phê nó binh đu bà măng ru bằng ru phê nó binh đu phê nó binh đu bà măng ru bằng. Đó là nãy như cái bọt nước. Dạ. Còn quê ra na búp bù lu bà ma có nghĩa là bong bóng. Búp bù lu bong bóng. Marachiku bà ma sankhara thì thọ quẩn nó như là cái bong bóng nước. Sắc quẩn nó như là bọt nước. Tưởng quẩn nó như là cái hoa nắng hay là cái ảo ảnh. Mà chúng ta đi một cái đoạn đường nóng thật nóng thì chúng ta nhìn nó chóa lòa cái mắt, hay chúng ta thấy cái lộ nhựa đó nó tráng nó láng á, thì cái dầu á nó cộng với ánh nắng á nó làm ánh mắt ta nó chói lòa. Dạ. Thì cái tưởng quẩn này cũng như thế. Và cái hành quẩn như là cây chuối Kandulu Pamama Yupaman Yuinyanan De Sita Dicca Pantuna. Dạ. Hành quẩn nó như là cây chuối. Cây chuối nó không có cái gì có cái lỗi. Mục đích là như vậy. Thì cái tưởng quẩn này, đây là phần phụ thuộc của tâm. Nó không có cái sự tồn tại lâu dài. Đó là, tức là 52 sở hữu trừ thọ tưởng, còn lại gọi là hành quẩn. Chúng ta nhớ như vậy. 52 sở hữu mà trừ thọ tưởng, tức là còn 50 sở hữu là hành quẩn, nó như là cây chuối. Và cuối cùng là thức quẩn, tức là quy nhà nắc khanh tha, tức là thức quẩn này như là một nhà ảo thuật, nó không thật có. Cái tâm của chúng ta nhìn, ví dụ cái tâm vui, tâm buồn, tâm giận, tâm hờn, vân vân, đó tất cả nó không thật có đâu. Mà chúng ta cứ chấp vô nó, chúng ta khổ. Dạ. Thì hôm nay, ở cái bài kinh này, thì duyên sự là Đức Phật Ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, Ngài đề cập đến 500 vị tỳ kheo, truyền có 500 vị tỳ kheo học đề mục nghiệp xứ,
tức học đề mục tu quán ở nơi Đức Phật, được thành thạo các cái phương cách thực hành để chứng đạt thánh đạo thánh quả. 500 vị tỳ kheo này đến đỉnh lễ Phật và thọ giáo cái đề mục. Nhưng các vị tỳ kheo này tìm nơi cái trú xứ thanh vắng hành sa môn pháp, trải qua một thời gian rất dài, các vị này cũng vẫn không chứng đạt được. Các vị ấy mới bàn luận với nhau rằng chúng ta hãy trở về học nơi Đức Phật cái đề mục khác, chứ họ đề mục này không thể tu mà nó chứng đắc. Cả 500 thầy tỳ kheo này cùng nhau trở lại cái thành Sau Thi. Thì trên đường đi về, kỳ viên Tịnh Xá để ý kiến bậc đầu sư á, thì một trận mưa lớn. Rồi các vị cùng nhau trú vào một cái hang, thì nhìn ra ngoài trời đó, những cái bông bóng nước nó nổi lên rồi nó tan. Các vị thấy những nó như là một cái ảo ảnh, nó như là một cái chợt ẩn chợt hiện. Nó tặng cái bông bóng nước rồi nó mất đi. Trời mưa bông bóng bập bùng. Đó là cái bài thơ đó. Trời mưa bóng bóng bập bùng, nó bóng bóng bập bùng vậy đó. Thì lúc đó đó, cả năm vị tỳ kheo thấy như thế, cái tâm của các vị mới quán niệm rằng thân này nó cũng giống như bọt nước kia, bởi vì có cái trạng thái sanh diệt một cách nhanh chóng như thế. Bởi vì bóng bóng, quý vị biết, nó mưa nó lớn, ở mấy hiên nó đổ xuống, hay chúng ta thấy nó mưa xuống, nó nếu nhiều nó thành trũng mà nó mưa xuống thì nó rớt xuống, rớt xuống thì nó tạo thành cái bong bóng. Có lẽ cái điều này không ai lạ. Thì các vị nghĩ như thế đó, thì Đức Phật ngài từ trong hương thất với cái tự giác của ngài, biết các thầy tỳ kheo đang suy tư, đang quan sát quán niệm về cái nhìn của sắc quẩn này, thì ngài phóng hào quang từ hương thất đến hiện trước mà các vị và nói lên câu kể rằng: như ta nhìn bọt nước, như ta nhìn ảo ảnh, nếu người kia nhìn thế gian này như vậy, tử thần không thấy người ấy nữa. Thì kính thưa quý vị, chúng ta thấy như hồi nãy chúng tôi nói, bọt nước nó vi như, sắc quẩn nó vi như bọt nước. Mà có bọt nước á, thì nó tạo, nó chợt biến, chợt hiện, chợt biến, chợt hiện. Hay quý vị nhớ mà chúng ta nhúng một cái hồi xưa mà cái như mà còn lúc mà còn trẻ thơ, còn con nít á, chúng ta quẹt một miếng xà bông, chúng ta ngậm cái ống hút của chúng ta, vừa nhúng xuống chúng ta thổi ra, cái nó có một cái bong bóng, cái nó tắt liền, nó tắt liền. Thì cũng vậy, nó bong bóng nước đó, thì nó mau vỡ. Thì cái thân xác này, cái sắc quẩn này, cái trạng thái của tâm này, nó cũng là như thế. Nó sanh diệt nó nhanh như vậy. Sự thật ra cũng như cái nhà ảo thuật, họ làm nhanh quá, chúng ta không kịp thấy cái đó là cái giả, từ cái giả mà biến thành cái thật. Đó chính là cái thức quẩn á, chúng ta cho nó là thật, nhưng sự thật đó là giả. Thì theo chú giải á, thì giải rằng cái chữ Mari Chi Căn có nghĩa là ảo ảnh, nó hiện lên từ xa, có thể nhìn thấy cái dáng nó như là một cái căn nhà, hay là chúng ta thấy cái mây á, mây chúng ta dễ hiểu như trước nhất á, chút xíu mà một cơn gió thoảng một án mây bay, một cái án mây á, chúng ta thấy nó có cái hình người, cái án mây á, nó có cái hình nhà, một cái án mây á, nó có cái hình cảnh vật này cảnh vật kia, nó rất là đẹp hay nó rất là lạ, nhưng chỉ một chút xíu là nó mất. Thì kính thưa quý vị, cái thân này nó cũng như thế đó, nó là một ảo ảnh, nó là một bong bóng nước, nó chợt mất, chợt hiện, chợt mất, chợt hiện, chợt mất. Và cũng như thế, mưa nó xuống,
nó nhỏ từng giọt xuống, thì cái bong bóng nó hiện 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 lên, nó tái hiện lên, nó mất, hiện lên, nó mất. Thì cuộc đời này, đối với cái tâm thức, nó là một một chuỗi dài sanh diệt. Và nó rỗng không, nó không thực có. Mà chúng ta luôn luôn cầm và chấp, nắm bắt nó. Chứ sự thật ra cuộc đời nó là như thế thôi. Mà chúng ta thường nghe nó lầu xòa chợ bể, vô thường, biết đâu. Mà trong bài kinh khuyến tu hay lắm. Cái bài kinh khuyến tu về vô thường của não vô ngã đó. Mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tử thần. Sẽ thấy điều tử thần nó không tới được. Nhưng chúng ta còn bám chấp cuộc đời này, thì tử thần sẽ dẫn dắt, chữa thần sẽ bắt ta đi. 500 thời tỳ kheo này, khi nhìn thấy như vậy, và Đức Phật hiện đến ngày giải như vậy, và 500 thầy tỳ kheo đó, trong lúc đó, quan sát về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp, các vị ấy chứng đắc thánh quả A-la-hán, tại nơi, chính cái nơi mà các vị đó đứng trú trong cái hang động. Thì như chúng tôi đã nói, có thể nói rằng cái sắc quẩn này, hay là cái hình hài thể xác này, chúng ta thấy nó đẹp, chúng ta thấy nó tốt, nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân chồng chất bao nhiêu là khổ sầu. Một sự nối tiếp của sắc quẩn. Sự thật ra mà nói, thí dụ bây giờ nó đều có một cái, nó đều có một cái sự nối tiếp ở trong sắc quẩn này. Chúng ta biết thí dụ bây giờ từng cái tim, tâm, can, tỳ, phế, thận, cái nội tạng của chúng ta, tim là tâm á, tâm can tỳ phế thận, phổi, gan, rồi lá lách, tất cả mọi thứ nó đều là một cái sự nối tiếp, nó đều một sự hỗ tương cho nhau. Nếu như thận yếu, nếu như là phổi yếu, nếu như là bao tử yếu, như là mật yếu, vân vân, thì tất cả cái thứ này nó bất hòa. Cho nên tất cả nó chỉ là một sự giả tạm. Bởi vì không có có cái thân nào mà nó vĩnh viễn tồn tại mãi mãi bao giờ. Thì trên cái nhìn tu tập đó, vừa cái sắc thân cũng như vậy, và vừa cái thọ cũng vậy, cái thọ quẩn. Đối với cái vị hành giả thọ quẩn á, nó như cái hoa nắng, mà chúng ta nhìn cái hoa nắng, chứ sự thật đó, nó là ảo giác. Cái cảm thọ này nó cũng nhanh chóng, nó đi qua. Dù cho là chúng có chuyện gì hết, chứ phải nói thế thế gian, nói về cuộc đời, hãy nhìn thế gian hay nhìn cuộc đời, và chính cuộc đời nó cũng diễn tiến lăn theo cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, và chính tự thân mình cũng vậy, nó cũng sẽ lăn theo chính tự trự trong thân tâm của chúng ta. Cửu quận của chúng ta nó thay đổi liên tục, sắc quẩn cũng thay đổi, thọ quẩn cũng thay đổi, tưởng quẩn cũng thay đổi, hành quẩn cũng thay đổi, và thức quẩn cũng thay đổi. Do tâm dị biệt, do tâm sai biệt, do tưởng sai biệt, cho nên có thọ sai biệt, hay là thọ sai biệt cho nên có tưởng sai biệt. Mà có thọ tưởng sai biệt sẽ sai biệt. Các hành sai biệt thì do cái gì? Do thức sai biệt. Hay quá quý vị. Không ai giống ai. Tại sao không ai giống ai? Bởi vì tâm thức của mọi con người khác nhau. Tâm hiền, tâm tu, tâm ác, tâm thiện, tâm bất thiện. Mỗi cái đống tóc tạo nên cái ác cũng khác nhau. Tâm đại thiện, đống tóc thiện, cha quán ác cũng khác nhau. Mà khi đống tóc thiện nó khác nhau, như vậy thì cái quả nó cũng khác nhau. Và như chúng ta nghe đó, từ tâm nó sanh cái sắc tâm,
Rồi sắc tâm nó thể hiện qua sắc nghiệp, thể hiện qua sắc nghiệp hay sắc pháp này, để thấy chúng ta vui, chúng ta buồn, chúng ta hờn, chúng ta giận. Chúng ta ôm ấp như vậy, nhưng nó cũng vô thường thôi. Chúng ta trôi xa một tầm tay với những gì mà chúng ta nâng niu, gìn giữ, yêu thương với chính mình, người hay là vật ngoài thân, mà nó mất đi, chúng ta đau đớn, chúng ta tủi hờn, chúng ta khóc lóc, chúng ta lăn trôi, nhưng tất cả rồi cũng sẽ dĩ vãng thôi. Năm tháng và thời gian rồi cũng quên đi. Và nó đi qua ở trong cuộc đời này, nó cứ đi qua, đi mãi. Patikisamapado Vajathammo, tức là dòng liên quan tương sinh này, nó cứ như thế. Rồi chúng ta già chết sầu bi khổ u não, nó như thế. Và chính vì già chết sầu bi khổ u não, muốn tiếp diễn thì cái hữu này, sanh hữu nghiệp hữu, dẫn cho ta tiếp diễn. Và tiếp diễn thì có cái gì? Tiếp tới cái đó có già chết sầu bi khổ u não nó xuất hiện. Và có gì? Có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Và chính mình bắt đầu vô minh dẫn đầu tất cả. Tất cả chúng ta thấy nó không là một định hình. Cho nên vì vậy, vì hành giả tu tập, khi người ta thấy, ta nhìn, quan sát khiếu lý của thiền quán đó quý vị, là nhìn dầu cho cái niệm như thế nào, mà để có cái tỉnh giác. Cái tỉnh giác này, khi ấy phải ấy mới phân biệt được, phải ấy mới thấy được. Thấy được cái gì? Thấy được cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc này. Chính thấy được cái sự sanh, sự diệt mới thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của các pháp, hay là của danh pháp và của sắc pháp. Hay lắm. Một lần Đức Phật cùng với Ngã Năng đi đến một cái bãi đất trống đó, nhìn thổi xa xa là một nguyên một cái dãy núi thật là đẹp. Này A Nan, nơi đây bây giờ đây nó trống vắng như thế này, và nơi kia nó có cái núi như sự thật ra. Trước kia ở đây là một kinh đô đầy tráng lệ, nhưng sự đời vô thường, nhìn bây giờ nó như thế đó. Cũng như trên bước đường về Kusinara để tịch diệt, bạch Thế Tôn, tại sao Thế Tôn không tìm một cái kinh đô hoành tráng như là Rajakaha hay là Vesali? Tại sao Đức Phật à, tại sao Thế Tôn lại về Kusinara, nơi đó hoang vắng và điều hiu quán? Này A Nan, đừng nói như thế. Kusinara ngày hôm nay đã đổi khác, chứ thở xưa Kusinara là một kinh đô hoành tráng, không phải như ngày hôm nay. Và sự thật ra thì chúng ta thấy cái sự thành trụ hoại không của kiếp trái đất á, hay là cái sự đổi thay của thế giới, mà đứng trên cái nhìn của khoa học hiện đại, người ta thấy á, người ta đi qua, người ta thấy những cái lâu đài, hay là những cái kinh đô, những ngôi nhà, những lâu đài hoành tráng, bây giờ nó nằm ở dưới biển, hay là nằm ở một cái vùng đất mà bị đất nó dùi, nó lấp lên, nó hoành tráng lắm. Thì cũng vậy, thời gian nó sẽ thay đổi tất cả, mà cái nhìn của chúng ta không thể nào thấy được, không thể nào biết được. Cái sự tu tập nó nằm ở chỗ đó đó. Vật chất kia nó còn thay đổi, ngọn núi này, sông ngồi kia, biển cả nọ, biển nó có vơi rồi nó có đầy, rồi nó có bồi, nó có mất. Có những lúc biển nó bồi thành bắt đầu thành đất bằng, và có những chỗ bắt đầu nó biển nó xâm mà nó xâm nhập và trở thành biển luôn. Ở những cái chỗ đó bây giờ nước nó tràn qua thì trở thành biển. Thì kính thưa quý vị, cái sự biến đổi của không gian, của vũ trụ quan này, nó rất là nhiều. Và chính ở trên cái nhìn của cái vũ trụ quan này mà nó còn như thế,
thì tâm tư của chúng ta nó lại quá là đổi khác rồi. Cho nên dẫu cho cái sắc quẩn này 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, 80 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời, vân vân và vân vân, tất cả chỉ là một cái gì? Chỉ là một khế ước cho cái thời gian mà bất định. Bởi vì cái thời gian bất định của từng tuổi thọ của chúng sinh, mà chúng sinh thì luôn luôn chấp trên cái thân này, chấp trên cái tưởng này, chấp trên cái thọ này, chấp trên cái hành này, chấp trên cái thức quẩn này. Cho nên chúng ta trầm luân, chúng ta sanh tử, chúng ta đau khổ. Chúng ta yêu cái tự ngã của chúng ta, cho nên chúng ta tôn, chúng ta đắp, chúng ta bồi. Chứ sự thật ra, tự ngã ở đâu? Mà biết bao năm, biết bao thời gian, từ trong quá khứ cho tới hôm nay, để tôn tạo, để ôm ấp, để giữ gìn nó. Nó như thế đó. Kiếp con người, rồi tuổi về già, có đôi có bạn, hay là không đôi không bạn gì, cũng đều sẽ chịu một cái sự phủ phàng. Đó là cái gì? Đó là tuổi thanh xuân đã đi qua, cái tuổi già, bây giờ lặng lẽ, bây giờ tuổi già, điền viên một mình. Nếu như vợ chồng cho đến răng long tóc bạc, nhưng cũng chỉ có hai người quây quần. Rồi một người ra đi, rồi một người, rồi cuối cùng cũng sẽ đơn lẻ chính chúng ta thôi. Chứ không, ít có bao giờ hai người cùng chết. Nói rằng cùng sống không cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng giờ, cùng tháng, cùng năm. Cái đó nói trên cái lý thuyết thôi. Chứ sự thật ra thì không phải là như thế. Chúng ta biết rồi, cuộc đời này đơn lẻ, đến đây một mình rồi cũng ra đi một mình. Rồi tất cả những cái chuyện gì ở đó, chứ đừng nói chi là trên vai chúng ta mang đầy những cái buồn phiền, những cái ngã chấp đau khổ, và cứ như thế. Quả thật thì đây là một cái thời gian là một sự khủng khiếp đối với kiếp con người. Cái bệnh hoạn, cái sơn coi, cái sự cô tịch và cái sự thầm lặng, chỉ một mình đối diện. Quý vị, có một số người ngay lúc này bảo người ta mà ở một mình, người ta sống không được, người ta sợ lắm. Phải có một người, phải có hai người, hoặc là phải có nhiều người, họ sống nó náo động như vậy. Nhưng cái thứ quý vị họ muốn, nhưng cuộc đời này không như họ muốn được. Khi về tuổi già rồi thì mọi sinh hoạt, mọi cái điều kiện và cũng như cái sức khỏe và thời gian không như tuổi trẻ nữa. Cái điều đó chắc chắn. Nhưng họ luôn luôn cũng tham cầu, tham chấp, luôn luôn cũng tự ái và sợ chết rất là nhiều. Sợ bệnh, sợ đau và sợ chết. Chết rồi không ai kề bên, không ai gần bên. Chết rồi sợ lẻ loi một mình. Chết sợ có người đó thì không sợ quỷ thần ma đến để nó bắt ta đi, vân vân. Những điều mà nhiều sợ đó, đó chúng ta không thể tránh được. Nhưng đứng từ cái nhìn, nếu một người tu tập biết được rằng sự thật cuộc đời này, hay hoặc là kiếp sống này, ngũ uẩn này, chẳng qua do danh và sắc tạo thành, tứ đại đất nước lửa gió nó hợp thành. Và đến khi danh pháp nó lìa khỏi sắc pháp, tức là chúng ta thường nói là hồn nó lìa khỏi xác rồi, thì chúng ta chết. Một con người mà nhìn cuộc đời, hãy nhìn cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn mình bằng một cái nhìn của cái gì? Của bong bóng nước. Bằng một cái nhìn của bọt nước, của bong bóng nước, của hoa nắng, hay là của cây chuối, và của một người ảo thuật với cái ngũ quẩn như thế, thì người đó sự thật đã thâm nhập
sự thật đã thấy ánh sáng Niết Bàn, sự thật người đó đã thành tựu Niết Bàn. Và như thế thành tựu Niết Bàn thì thần chết không có thể vây bắt được. Tại sao nói thần chết không vây bắt được? Thần chết không có, có xuất hiện với người đó, bởi vì người đó chấm dứt sinh tử khổ đau. Khi xả cái báo thân này, người ấy bị tứ đạo, tứ quả. Vì tứ quả, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, thành việc nên làm đã làm. Sau đời sống này, vị ấy không còn cái đời sống khác để tiếp tục trầm luân sanh tử đau khổ. Bởi không có sanh thì làm sao mà có diệt. Không có sanh thì làm sao mà có tử. Và vì vậy cho nên, tử ở đây chính là nói thần chết. Mấy chú ra cha, mấy chú ra cha. Nói thần chết không có, không có bắt được, không có gặp được, hay là thần không thể hiện về đối với chúng ta, chứ không phải là có một ông thần đất chúng ta đi. Mà sự thật chẳng nói về cái sự chết đó, nó như là một cái vị thiên sứ già bệnh chết, đối khác đau khổ, đó là một thần chết, đó là một thiên sứ, một vị thiên sứ đã đến để rước ta đi. Nói như vậy nghe nó văn nghĩa, nhưng sự thật ra tuổi thọ chúng ta hết là chúng ta chết. Nói như thế thì từ chỗ đó chúng ta mới suy xét về cái nghiệp quả. Cái thọ mạng của chúng ta có thể 30, 40, 50, 60, 70 đều là do tùy thọ mạng của kiếp nhân sinh này. Nó dài, nó ngắn, nó xa, nó gần, nó tốt, nó đẹp đều là hệ quả từ tiền thân mà chúng ta đã tác tạo. Thì nhìn bọt nước hay cuộc đời này, nhìn cuộc đời nó như ảo ảnh, cuộc đời như bọt nước cũng là một điều rất là tốt. Cuộc hợp nào rồi cũng chia ly, trăng tròn rồi khuyết, hội ngộ đã nảy mầm chia ly, sanh là ký, tử là quy. Có những lúc quý vị, những cái lễ hội rất là đông đảo, tích tắc chừng qua chừng 1-2 giờ trưa bắt đầu vắng, và buổi chiều nó trở lại một trạng thái bình thường. Thường thường chúng tôi tổ chức những cuộc lễ đó chừng 2 giờ là xong hết, tất cả cờ xí gì cũng cuốn hết, cũng dọn dẹp hết, để trả lại một cái bình thường. Có số vị người ta nói, tại sao mà sư không để, sư phụ cũng để nó dài dài, cũng để nó còn cái mùi, cái hơi của lễ, nó cũng thấy vui vui. Thế chúng tôi cười, chúng tôi nói, nói thì nghe hay lắm, nhưng điều ai sẽ là người dọn dẹp đây? Bây giờ có đông người, thì một người một tay một chân, chuẩn bị cuộc lễ đã mệt rồi, dọn, nếu mà dọn những người này dọn nữa, thì lại càng mệt hơn. Thì thôi bây giờ một người một tay một chân, chúng ta cùng nhau làm việc thì xong sạch sẽ hết rồi, quét dọn ba cái rác lớn gì, không còn một cái cọng rác nào hết, nó trở lại một vị trí bình thường, để mới thấy cuộc đời này như vậy đó, nó tịch liêu. Và quả thật kính thưa quý vị, đôi khi chúng ta tập sống một mình, tập sống một mình thử cho quý vị thấy. Cuộc đời này phải tập như vậy, chứ đừng có hội tụ, cái gì cũng vậy. Chúng ta hội tụ quen, để chúng ta rất là bất lợi. Có những lần, nhiều khi đi về, có một số Phật tử thân quen, nó thôi thỉnh sư nghĩ lại, đêm nay hay thỉnh sư nghĩ lại, có như một thời gian dài để có cái điều kiện như để cúng dường hay có điều kiện để hỏi Phật pháp vân vân, thì quả thật chúng tôi nói giờ có hỏi gì thì hỏi đi. Chứ bởi chúng tôi nghĩ lại thì chúng tôi bây giờ tôi nghĩ là chúng tôi đi về chùa, một là mình sống quen một mình, không có hội tụ được, không có quần tụ được, mình quen nó một mình rồi. Thì kính thưa quý vị, nó như vậy chúng ta đắc đạo, không phải đắc quả, chúng tôi không có đắc cái gì đó. Nhưng điều mà nội chỉ mình thích cái một mình,
là chúng ta cũng rất là tốt rồi. Quý vị thời xưa chúng tôi từ chùa Kỳ Viên, chúng tôi về lại Quảng Nghiêm khi xem như là học xong. Và một thời gian chúng tôi quay về, đi về một mình, mà lúc đó chùa vắng không có ai. Và chúng tôi bắt đầu, khi chúng tôi về một mình rồi chúng tôi mới bắt đầu xây dựng lại. Dạ. Cho tới ngày hôm nay thì ý chúng tôi muốn nói rằng là một cái trạng thái đổi thay đó. Ở Kỳ Viên nó ba mặt tiền đường, mà ở ngay cái phòng ba mặt tiền đường, và Phật tử ngay điểm trung tâm cho người ta ra vào nó liên tục. Nhưng bẵng một thời gian trước thì chỗ này nó hoang vắng lắm, hoang vắng đi về. Chứ không phải nó bây giờ nó tương đối, tức là nó có cái dân cư chợ búa nó đông thôi, chứ sự thật ra là trước kia nó vắng. Thì cuộc đời nó cũng đổi thay như vậy, nhưng chúng ta tập thích nghi được. Đây là một điều mà chúng từ mọi người phải tự tạo cho mình một cái điều đó thôi. Chúng ta làm sao mà nơi đông người cũng được, mà nơi vắng người một mình chúng ta cũng được. Ví dụ cho quý vị nghe, một mình quý vị ở nhà, quý vị dám ở nhà không? À, ở bên nước ngoài thì dễ rồi, chỉ còn Việt Nam nè. Mà chúng ta một mình chúng ta ở nhà chúng ta rất sợ. Nhưng phải nói những người đó, đó quý vị biết, những người sống ở ngoại quốc á, thì thường thường về ở nhà một mình á, thì cũng có cái trạng thái quen. Thì chính một mình như vậy chúng ta mới thấy đơn côi nó lẻ bóng, hay hoặc là nó một mình. Nhưng quả thực một mình đó, nếu mà chúng ta chuyển quá, chúng ta biết tu thì nó rất là đặc biệt. Chứ không phải chúng tôi nói cái chuyện một mình hay là sống nhiều người nó là sai. Nhưng nói rằng nếu như một mình mà mình biết chuyển quá, mình tu tập thì rất là tốt. Bởi vì nếu nhiều người á thì mình sẽ phải sinh hoạt, sẽ nói chuyện, sẽ vui cười, ăn uống, ngủ nghỉ vân vân, thì nhiều chuyện. Chứ còn sự thật một mình thì lủi thủi một mình. Quả thật cuộc sống này, khi chúng ta một mình chúng ta mới nghiệm ra, chúng ta mới suy ra được nhiều cái điều mà nó khác hơn những gì mà chúng ta mơ ước, chúng ta cầu mong, chúng ta mong muốn. Nhìn cuộc đời này nó như bọt nước, trong mọi chuyện, từ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện giận hờn, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện xa, chuyện gần, nó là như thế. Gặp nhau đây rồi cũng chia tay, gặp nhau đây rồi cũng người trước người sau, nó như thế. Cái tử cái sanh, cái gặp gỡ, cái chia lìa này là kiếp con người phải đối diện. Làm sao mà đừng có phải câu thúc, đeo mang, oán hờn, giẫm đuối. Đó mới là một vấn đề. Và Thượng Giới Đức phổ thơ sẽ rất là hay. Hãy xem bột nước lau sau, hãy nhìn ảo ảnh chiêm bao chập chờn, thế gian hoa đớm mộng trường. Thấy được như vậy tử vương khó đòi. Thế gian hoa đốm mộng trường. Chúng tôi thích chỗ này nè. Cuộc đời này nó là một một nó, cuộc đời này nó có nhiều điều. Nó có nhiều điều vui. Nhưng đó chính là cái vui đó cũng chỉ là như một giấc mộng, mà giấc mộng là không thật. Cái vui đó sẽ không tồn tại, nó chóng đi qua. Đã là mộng thì là không thật, mà cuối cùng chúng ta vỡ mộng. Biết bao nhiêu là cái sự suy tư, cái sự ước mơ, cái sự tầm cầu và cái sự tạo lập vững chắc lắm. Nhưng một cơn gió thổi một áng mây bay kết thúc,
nhiều người thật sự là khỏe và có nhiều điều kiện, nhưng một cơn Covid thổi qua, mất tất cả. Tất cả những người thân mất tất cả, và chính họ cũng đã mất luôn. Thì Covid đó cũng chính như là mộng trường. Có thể nói sao cái nạn dịch Covid này, nó cũng là một đánh động cho tất cả chúng ta thấy tiền và điều kiện, thế lực, danh lợi và tiền bạc không che chắn được cái mạng sống này khi mà dịch bệnh nó thổi qua người ta. Không phải chết già mà chết trẻ. Không phải chỉ có trẻ mà nhỏ luôn. Còn già thì bao la chết rồi. Cho nên cuộc đời nó là vô thường, là giả tạm là vậy. Cho nên nhìn cuộc đời nó như là một bong bóng nước, nó như là một ảo ảnh chập chờn, chợt tắt chợt hiện. Cái tâm con người cũng như thế, cuộc đời này cũng như thế, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Mà khi mình cầm, mình nắm, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình luôn luôn chấp nó là của mình, chấp nó sẽ là bên mình vân vân, thì chính tự ta đã làm cho mình đau khổ, tự ta lại đón rước cho ta nhiều cái điều khắc khoải và đau khổ hơn. Dạ. Thì kính thưa toàn thể quý vị, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, ở trong cuộc đời này tất cả chúng ta không thể thoát khỏi cái cửa tử thần, không có thể vượt qua được lưỡi hái tử thần, không thể sống hùng, sống mạnh, sống dai, sống trường cửu được. Mà chúng ta phải bị cái gì? Bị cái già, cái bệnh và cái chết, không thể nào tránh khỏi. Hạnh phúc thay hôm nay chúng ta còn được cái sức khỏe, chúng ta còn được thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta có sự cảm nhận, có sự phân biệt rõ ràng. Như thế thì xem như cái sự hiện hữu này, chúng ta đang hiện hữu, thì những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, nó chính là bọt nước. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của chúng ta mà chúng ta biết được, chúng ta nhận được, chúng ta có được, nó đều là ảo ảnh, rồi nó cũng sẽ đi qua. Tài sản như thế, vợ chồng, con cái, gia đình, tâm tư, tình cảm như thế, như điều sự thật ra, nó là một giấc mộng trường. Hoa đớm, thấy đó là vụt mất, vụt bỏ. Hiểu như vậy, để khi những đau thương, những khổ nạn nó tới với mình, thì chúng ta sẽ không có những cái điều mà khắc khoải, đau thương và buồn chán. Biết đếm bước, biết nhìn cuộc đời, nó phải là như thế. Có đau thương để lòng mình cứng rắn, có đau thương, có vui, có buồn để con người mình nhìn cuộc đời nó như là ảo ảnh, nó như là bọt nước, là như thế. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, tôi xin có đôi điều trình bày qua cái câu Phật cú số 170 là như vậy. Nếu có điều chia sẻ tất kinh ngưỡng mong chư tôn đức tăng cùng toàn thể chúng quan hệ cho. Dạ, kính chấm dứt thời gian thuyết nơi đây trước khi dứt lời Phật Phước Đành để trở về tới tích từ đại thiên vương các vị chư thần, chư thiên hồn trị chánh pháp. À, kính dân phước lành đến các bậc thầy tổ đã quá vãng cũng như thân bằng quyến thuộc. Những người thân đã quá vãng xin được an lành, xin được tốt đẹp, và kính dân phước phước này đến các vị chư thần chư thiên tại chùa Bửu Đức, chùa Quảng Nghiêm, cũng như các vị chân linh, ký linh, tất cả chúng sinh ở hai chùa xin được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp, và mong tất cả chúng ta không có chấp về ngũ uẩn này, về sắc thọ tưởng hành thức này. Chúng ta hãy xem nó chỉ là tạm bợ, chỉ là quán trọ, rồi tất cả sẽ ra đi.
để được an lạc hôm nay và ngày sau. Và chúng tôi xin chấm dứt tại đây. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền đã thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu pháp cú số 170 cho hạng Phật tử chúng con hiểu rõ. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Sau đây con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đạo tràng để cho chúng con được trọn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến sư. Bhagavata sapa mangalang rakhantu sape devata sapa buddha nukhavana sada sate pumantu te Bhagavata mangalang rakhantu sape devata sapa dhamma nukhavana sada sate pumantu te Bhagavata sapa mangalang rakhantu sape devata sapa sangha nukhavana sada sate pumantu te. Tất cả con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quá cố tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thai. Và đề quá ta sanh chi vi ha ra qua xin ni thụ bề kha rê bơ thi kha rê ta hình ta hình ta tham mà đà nê na pa quan tu bơ chi ta sa thình kha rơn tê tha vi ha ra man đà lê thệ ra cha ma cha na qua ca cha phích kha bô xa ra mi ca đà na pa tê u ba sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sa pa na phu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pa wa san se da cha ta a tha phu ba ba ti ka neu ya ni kang tham ma wa rang ba ti cha te sa be ba du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma ta ra cha phu ga la sang go ho tu sa ma go và a tha ya chi hay ta ya cha a mai ra ka tu sat tham mo sa be bi tham ma cha ni no buat thing sam ba bu nay ya ma tham ma di chap ba we di teng. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Chúng con cũng thành kính nhân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp cộng quý ngài Phật giáo pháp Đức Phật Cô Tâm Má được bình vững lâu dài. Chúng con cũng thành tâm dâng quả phước này đến chư tôn đức và xin dâng phước này đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên xung quanh chùa Quán Nghiêm và tất cả chư thiên hàm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là vui trời để thích cùng tứ đại thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ trợ giáo pháp vững lâu dài. Lúc này xin hậu độ chư trung đức pháp thể kinh an bồ đề tam kiên cũng đạo quả sớm.